Chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh. Như thường lệ thì Kim Anh sẽ chia sẻ, gieo quẻ và đưa lên kênh của Kim Anh để tất cả mọi người mình vào tham khảo. Khi mọi người vào tham khảo kênh của Kim Anh thì Kim Anh cũng mong muốn mọi người mình vào kênh xem, đăng ký kênh cũng như ấn like giúp cho Kim Anh ha. Và có thể nói là mình có bình luận hoặc mình có thắc mắc gì thì mình có thể comment ở dưới giúp cho Kim Anh. Còn như mà khi Kim Anh chia sẻ thì nó chỉ mang tính chất tham khảo cho tất cả chúng ta thôi. Còn những bạn nào mà muốn xem, tìm hiểu rõ và sâu về bản thân của mình như thế nào thì mọi người nhớ vào Zalo gửi thông tin mình là nam, là nữ, là chồng, vợ, con cái có mình gửi vào. Và mình gửi kèm phí vào thì bên Kim Anh sẽ sắp xếp lịch xem cho mình trong cái thời gian sớm nhất ha. Hôm nay thì cái quẻ bài này Kim Anh sẽ nói về cái vấn đề của chị gái này sinh năm Nhâm Dần 1962. Thì nói về trên con đường bổn mạng của chị gái sinh năm 1962 này thì cho thấy mình nằm vào là cái mạng là mạng kim. Mạng kim này trên con đường bổn mạng thì thể hiện cho thấy mình là một con người có cái bản tính hơi nóng nảy một chút. Và đồng thời thì mình nằm vào cái chữ Nhâm này thì cho thấy trong con đường đời của chị bản tính của mình nó hơi ngang tính một chút ha. Ngang tính hơi bướng, đâm ra bản tính mình cũng giống như hơi đàn ông á, cương trực, bộc trực. Thì nói về bản thân của mình trên con đường bổn mạng của chị hiện tại bây giờ cho thấy tâm trạng của chị rất là cô đơn, có thể nói buồn buồn hay rơi lệ. Và nghĩ về vấn đề hạnh phúc của mình thì có thể vấn đề hạnh phúc của mình nó hơi bị lẻ loi. Trên con đường bổn mạng của mình hiện tại bây giờ nói về bản thân của mình thì nhờ vào đức của ba rất là tốt, nhưng mà tâm trạng của mình vẫn thấy cái đơn chiếc. Thì ước mơ, hy vọng, niềm tin, cơ hội gì trên con đường cầu tài cầu lộc nói chung trong 9 năm qua tới 11 năm về trước thì hy vọng trong năm nay trên con đường bổn mạng của chị sẽ có cơ hội đạt được, như là ước mơ sửa sang nhà cửa hoặc ước mơ mở mang làm ăn, thay đổi một vấn đề gì thì cho thấy là tốt. Nhưng mà bản thân của mình từ 9 năm qua tới 11 năm trước nói chung tai đến với mình nhiều hơn tài, như là tai tiếng thị phi xui xấu đến với mình nhiều hơn là tài lộc sự nghiệp đến với mình. Thì những gì mà mình mong chờ có thể nói từ 9 năm qua tới 11 năm qua không tròn vẹn, không đem đến cho mình được kết quả tốt thành công, thì hy vọng bắt đầu từ năm nay tháng 8 đi lên là mình sẽ có cơ hội tốt. Cho nên nói về bản thân của mình, bắt đầu từ năm nay về con đường hậu vận của mình là có thể có được cái sự thay đổi, hoặc cũng có thể nói là mình sẽ có cơ hội thăng tiến trên con đường bổn mạng của mình, xoay chuyển cho mình trên con đường bổn mạng của mình theo một cái chiều hướng khác tốt đẹp hơn, vững vàng hơn. Thứ hai nữa, nói về bản thân của mình ở đây thì cụ quyền theo gia hộ cho mình rất là đẹp, rất là vững, cho nên nhắc mình cần cố gắng quan tâm đặc biệt về vong linh của một ông già. Thì ông già này theo mình, gia hộ mình cũng như là theo mình trên con đường gia đạo của mình rất là nhiều. Nói về cái cảnh gia đạo của mình đang sống ở đây thì nói về phần âm ngự cũng nhiều ha. Phía sau ngôi gia của mình ở đây là có vong linh của một cặp vợ chồng người ta ngự ở đó, và đặc biệt trong ngôi gia của mình ở đây thì có vong linh của ông già theo nữa. Cho nên nói về bản thân gia đạo của mình ở đây, đúng ra cảnh gia đạo ở đây thì mình phải có một ngôi gia, hai ngôi gia thì mới đúng. Nhưng mà cảnh gia đạo thực chất chưa hẳn là ngôi gia chính thức của mình. Thì bởi vì cái ngôi gia của mình khi mình đến đây cư ngụ hoặc là mình sinh sống lập nghiệp thì nói chung là cái khuôn viên này là phần âm người ta ngự nhiều quá, mà người ta ngự ở trước mình, cho nên mình đến thì như là mình là một người ở trạm trên cái khuôn viên đất của người ta. Cho nên để cho gia đạo của mình được tốt á, êm ấm thuận hòa, không có bị chào xáo lục đục, không có bị tranh chấp thị phi tai tiếng đến với mình trên con đường hạnh phúc của mình, thì ở đây mình cần phải quan tâm lo lắng cho tất cả các vong linh trong ngôi gia này để cho gia đạo của mình nó được êm ấm thuận hòa tốt đẹp hơn, không có bị tranh chấp, không bị chào xáo lục đục hoặc không có bị sự ràng buộc về cái vấn đề tâm linh âm dương ha. Riêng về trên con đường hạnh phúc của mình thì không biết là ông xã mình có đi làm ăn đâu xa hay không. Thì hiện tại bây giờ nói về bản thân của ông xã mình á, dù có đi làm ăn đâu xa hoặc là phía sau lưng ông xã mình cũng vậy, thì phía sau lưng ông xã mình hiện tại bây giờ cho thấy có hình bóng của một người phụ nữ khác. Hình bóng của người phụ nữ này thì đi theo trên con đường bổn mạng của ông xã mình rất là nhiều. Người này thì cho thấy có địa vị, danh phận, có tiền, có tài đến với trên con đường bổn mạng của ông xã mình. Thì nói về bản thân của ông xã mình, người này cho thấy, thân là cái người đàn ông này cho thấy thì bản thân của người này có cái tính tự ái rất là cao. Nhưng đồng thời nói về ông này có đi đâu làm cái gì đi nữa thì trên con đường bổn mạng cũng như trên con đường vấn đề hạnh phúc thì người này vẫn là người có trách nhiệm với gia đình, hướng về đường con cái, hướng về đường gia đình rất là đẹp.
Dù vậy thì nhắc, nếu như trên con đường công việc làm ăn hoặc là đường đi nước bước của cái người đàn ông này, thì nhắc người đàn ông này cần phải cẩn thận đề phòng giữ gìn trong cái mối quan hệ nam nữ tiếp xúc xã giao ngoại giao với phái nữ, để mình bảo vệ con đường nhân duyên hạnh phúc của mình nó có được tốt đẹp hơn, trọn vẹn hay không. Thì đó là nói về bản thân của mình trên vấn đề hạnh phúc. Riêng về trên vấn đề cầu tài, cầu lộc, làm ăn, sự nghiệp, thì nói chung vấn đề sự nghiệp tài lộc của mình ở đây thần tài thần địa theo gia hộ cho mình rất là tốt. Nhưng mà nói về bản thân của mình trong 4 năm qua, thì mình vô tình mình thất hứa một vấn đề gì về cái phần tâm linh, đặc biệt là với phong linh của thần tài, đặc biệt là nói về cái vấn đề thất hứa với thần linh. Thần linh ở đây đặc biệt là thần tài này, thì mình có hứa hẹn một vấn đề gì, như là nhiều khi trong công việc làm ăn mình xui rủi, mình gặp vấp ngã một vấn đề gì mà mình vô tình cầu nguyện với thần tài thần địa mà mình chưa thực hiện được, thì nhắc mình cố gắng thực hiện được cái lời hứa của mình trên vấn đề tâm linh đó. Thứ hai nữa thì trong vấn đề làm ăn tài lộc của mình ở đây, đúng ra 5 năm tới 11 năm về trước nó chung tay, nó đến với mình nhiều hơn tài ha. Tai ách thị phi, tai tiếng đến với mình như vậy, thì nhắc mình cố gắng cần phải rũ bỏ cái xui cái rủi của mình trên con đường tài lộc của mình. Chứ không là đường tài lộc, đúng ra đường tài lộc đến với mình là hạnh thông rất tốt, tài lộc đến với mình rất đẹp, nhưng cuối cùng là bị cản trở nhiều, không đem đến cho mình được cơ hội thành công, cũng không đem đến cho mình được những gì mà mình mong muốn. Bản thân của mình trên vấn đề làm ăn tài lộc của mình ở đây á, thì cho thấy bản thân của mình nặng gánh lắm, nam cũng mình, nữ cũng mình luôn. Ước mơ hy vọng gì trên con đường tài lộc của mình, nếu như mà năm nay đúng duyên mà có kết quả tốt đẹp, thì bắt đầu từ tháng 8 về tới tháng 11 là mình sẽ có cơ hội thay đổi, cơ hội đền bù. Nhưng mà nhắc mình trên con đường tài lộc của mình luôn, nếu như trên vấn đề làm ăn sự nghiệp tài lộc của mình ở đây mà trong cái tháng 7 này bản thân của mình trên vấn đề cầu tài cầu lộc có một người anh trai bạn trai nào hơi lớn tuổi đến với mình trên con đường làm ăn sự nghiệp tài lộc của mình, nói chung người này đến thì cho thấy người này cũng là người có danh phận địa vị hoặc là cơ sở vật chất, nói chung là nhìn bề ngoài rất là giống kiểu là được lòng người, nhưng mà thực chất đi sâu vào công việc làm ăn thì nếu như mà người này có ý định mời mình, rủ mình hợp tác bắt tay làm ăn, xoay sở một vấn đề gì trên con đường vật chất tiền tài của mình, thì nhắc mình cần phải cẩn thận đề phòng. Thứ nhất là dễ bị hao tài thất lộc, thứ hai là dễ bị cái sự lừa gạt không hay không tốt đến với bản thân của mình trên vấn đề cầu tài cầu lộc của mình, sự nghiệp của mình ha. Đó là nói về cái bản thân của mình trên vấn đề cầu tài cầu lộc là như vậy. Còn nói về bản thân của mình trên vấn đề hạnh phúc thì cũng nhắc như là Kim Anh nhắc với mình từ lúc đầu á, là mình phải cần phải có cái sự khắc phục trên vấn đề tâm linh. Ví dụ trong khuôn viên đất của mình ở đây thì phần âm dương hòa hợp quá thì không hay không tốt. Thứ nhất là làm cho gia đạo của mình nó chào xáo lục đục lũng cũng không hay. Thứ hai nữa nó ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe của mình, âm dương hòa hợp nhiều thì nó cũng không có tốt. Và thứ ba nữa để cho gia đạo của mình nó rạng rỡ sáng suốt tốt đẹp thì ở đây thứ nhất là mình làm việc phúc, mình tạo điều kiện, mình cung cấp gửi gắm cho người ta nhà cửa phương tiện để cho người ta có được nơi ăn chốn ở bình yên, rồi người ta không tranh giành với mình trên cái khuôn viên đất của mình nữa, thì bắt đầu khuôn viên đất ở của mình nó sẽ trở nên rạng rỡ sáng suốt tốt đẹp vững vàng hơn, cũng như là nó sẽ tác động vào con đường hạnh phúc của mình, làm cho cái đường hạnh phúc của mình nó bớt đi cái sự lục đục chào xáo, đem đến cho mình cái tâm trạng cô đơn buồn phiền trên con đường hạnh phúc không hay không tốt. Thì đây là cái vẻ bài của chị gái sinh năm 1962. Khi mọi người vào xem thì nó chỉ mang tính chất tham khảo cho mình thôi nha. Còn clip này thì Kim Anh chia sẻ như vậy. Mọi người vào xem có ý kiến đóng góp gì thì mọi người bình luận ở dưới giúp cho Kim Anh. Còn clip này thì Kim Anh xin tạm dừng. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo ha.